Chị giúp em với. Làm gì hốt hoảng Vi? Chồng em á, ổng đi công tác về rồi chị. Chồng công tác lâu về thì em phải mừng chứ sao mặt hốt hoảng như vậy. Nhưng mà ảnh không có về nhà liền, ảnh đi qua nhà cô thư ký. Nè, chị coi đi. Rồi đâu ra em có bức ảnh này? Thì cô ta gửi cho em đó. Đi quánh game. Trời ơi, em tưởng chị giúp em kiếm cái cách nào hay hay. Tự nhiên ai đi đánh ghen. Với lại em không thích mấy kiểu đó đâu. Với lại em cũng xấu hổ lắm. Chứ em định để con Tuy đây nó cướp chồng của em hả? À, hay chị có cách nào đánh ghen mà văn minh sang chảnh? Thật ra Tuy đây á là nó ỷ vào cái vẻ ngoài còn trẻ trung xinh đẹp của nó dụ dỗ chồng em thôi. Thì bây giờ á, em lợi thế hơn tại vì em là vợ rồi. Tút tát mình đẹp lên ngon hơn thì chồng tự khắc quay về. Ờ ha. Nhưng mà cái chỗ đó của em bị nhiễm có mùi nữa. Nên là hai vợ chồng em không có gần nhau. Chắc là vậy nên là chồng em mới... Đúng rồi. Tại vì cái chuyện chăn gối rất là quan trọng trong vợ chồng luôn. Bị mùi, bị viêm. Ok, chị cho mày một bí kíp bít cực con Truy đây luôn. Đây, cái bộ đôi chị đang xài nè. Cái này rửa là nó sẽ giảm ngứa ngay luôn. Ngoài ra nha, rửa từ 5 đến 7 ngày á, nó đẩy hết tất cả những cái khứ hư huyết trắng ra giúp em. Giúp cho cái chỗ đấy của em á, nó thoáng hơn, xe kho bóp trẻ hóa. Còn cái này, xịt một lần duy nhất dưới đáy quần chip á, là nó giúp cho em á, kháng viêm kháng khuẩn. Ngoài ra nha, nó còn lưu hơn 24 giờ. Xài đi. Không có con Truy đây nào nó bước vô luôn. Nếu cô đã khỏe thì tôi về với vợ tôi, vợ tôi đang đợi. Anh không muốn ngồi với em à? Lại muốn về với cô vợ hôi hám xấu xí của anh. Nè, tôi cấm cô nói vợ tôi như vậy nha. Thì chả đúng rồi còn gì. Mỗi lần mà bà tới đưa cơm cho anh á, trời ơi em nghe cái mùi thối hôm mà. Chẳng qua là vợ tôi sinh con cho tôi mới bị nhiễm phụ khoa. Từ đây về sau á mà cô còn nói xấu vợ tôi á là coi chừng đó. Thôi tôi về đây. Hình như chuyến bay hơi dài nên em còn choáng á, anh ở lại với em nha. Không được. Ủa, vợ, sao hôm nay anh thơm quá vậy? Anh Cường á, anh bận lắm. Nếu mà cô thích á, tôi có thể ở lại chăm sóc cho cô. Dù gì á, cô cũng là nhân viên của chồng tôi mà. Thôi, tôi khỏe rồi. Hai người đi về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Vậy thôi. Vợ anh hôm nay cũng biết đánh ghen nữa ta. Đánh ghen sao không? Không đánh ghen á, để mình khác cướp chồng đẹp trai tài vợ của vợ không? Em là dễ thương xinh đẹp và thơm tho gì đây á, anh yêu cũng hết nữa. Tôi với vợ ở nhà đừng có bao giờ phản bội đó. Rồi anh thề luôn. Mà bây giờ mình về đi. Anh nôn lắm rồi, anh muốn lắm rồi. Đi.